Hi, mến chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Thủ thuật hay Kỳ Lương trong ngày hôm nay. Trong buổi chia sẻ ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ các bạn cái cách để ông ta có thể đăng ký và cấp thẻ căn cước cho trẻ em dưới 16 tuổi như sau. Đầu tiên các bạn sẽ vô Google, các bạn vô truy cập vô là dịch vụ công Bộ Công an nhé. Nhớ là do dịch vụ công Bộ Công an, là vô cái trang là dịchvucong.bocongan.gov.vn nè các bạn. Đã sợ từ khóa ngay đầu tiên nè, thì các bạn sẽ click vào đây. Thì bây giờ chúng ta tiến hành đăng nhập vô các bạn ha. Thì ở đây các bạn sẽ đăng nhập bằng hai cách. Cái thứ nhất là tài khoản cấp bởi dịch vụ công quốc gia cho doanh nghiệp tổ chức. Thứ hai là tài khoản định danh cấp bởi Bộ Công an, chính là cái tài khoản VNEID của các bạn đó. Thì ở đây tôi sẽ đăng nhập bằng tài khoản VNEID. Đó. Cách thứ nhất là các bạn có thể nhập cái số căn cước và mật khẩu mình vô. Cách thứ hai là mình có thể dùng trên app của mình á, ha, mình quét cái mã QR này thì tự động đăng nhập vô thôi. Và sau khi đăng nhập thành công rồi á, thì chúng ta sẽ vào cái phần là thủ tục hành chính nha. Thủ tục hành chính, các bạn sẽ search cho tôi là cái các bạn vô cái thẻ là thủ tục hành chính nè, các bạn sẽ search từ khóa là cấp thẻ căn cước ha. Cấp thẻ căn cước đó, tìm kiếm search từ khóa này thì chúng ta sẽ tìm ở dưới đây mục là cấp thẻ căn cước cho cái người là dưới 14 tuổi ha, thực hiện tại cấp huyện quận nha, click vào đây đó. Rồi chúng ta tiến hành nộp hồ sơ. Thì ở khu vực trên đây là cái khu vực người kê khai của chúng ta nha. Các bạn thể nhập địa chỉ mail vô nha. Nhập thêm địa chỉ mail vô. Rồi. Cái phần kế tiếp là thông tin người cần cấp căn cước. Thì thông tin này nếu như các bạn muốn ha, là nhập cho con mình, cấp cho con mình. Về thông tin ở người cấp căn cước này á, thì ở đây sẽ có một vài cách đơn giản nha. Thì để lấy thông tin được người cần cấp căn cước á, bao gồm họ, chữ, đệm, tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, số định danh. Thì ở đây những cái thông tin này chúng ta có thể lấy trong giấy khai sinh của chúng ta. Đây, giấy khai sinh. Họ tên nè, ngày tháng năm sinh nè, giới tính ha. Rồi mã định danh. Đó, những thứ quan trọng là cái thứ nhất. Cái thứ hai là các bạn có thể lấy trong cái app VNEID của chúng ta ở phần thông tin cư trú. Nó sẽ hiện lên như vậy. Các bạn sẽ click vào thành viên trong gia đình thì các bạn sẽ thấy con của mình là bao gồm số định danh cá nhân, ngày tháng năm sinh, giới tính, quan hệ với chủ họ rồi như vậy. Thì chúng ta sẽ lấy chúng ta điền vô. Là hai cách ha. Ở đây tôi sẽ có thông tin rồi. Bây giờ tôi sẽ nhập vô ha, là con của tôi ha. Thì ở đây tôi cũng xin phép là che cái thông tin cá nhân lại nha. Rồi, tôi sẽ nhập vô. Rồi sau khi xong mình kiểm tra cái thông tin trong cơ sở. Sau khi mình nhập xong toàn bộ các thông tin này rồi, mình sẽ kiểm tra thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Rồi thì báo về cho mình là thông tin công dân hợp lệ. Rồi sau khi hợp lệ rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục là loại hồ sơ. Mình chọn là cấp thẻ căn cước lần đầu. Cái này mặc định luôn các bạn ha. Cấp thực hiện là mình sẽ chọn vào cái nơi mình cần làm thôi ở đây. Sau đó chọn cơ quan ở cấp quận huyện. Rồi mình có thể xem trước cái bản DC02, có thể xem trước bản DC02. Rồi xem trước bản DC02. Rồi thì file DC02 này sẽ tải về file PDF của chúng ta.
Đấy, không? Thông tin file PDF chúng ta. Rồi. Thì ở đây người ta có nói mình á là đăng ký lịch thu nhận sinh trắc học. Không? Rồi, các bạn có thể chọn vào cái ngày để chúng ta thu nhận sinh trắc học ha. Thì ở đây tôi có thể chọn vào ngày là 10 23, ngày 23 ha. Chọn ngày 23 chẳng hạn. Rồi sau đó tôi sẽ nộp hồ sơ nhá. Hy vọng những chia sẻ này rất hữu ích với các bạn. Các bạn hãy đăng ký kênh và ấn chuông theo dõi để nhận được những chia sẻ tiếp theo nhé.